hoa đẹp quá. Này, cô định làm gì thế? Em muốn hái mấy bông hoa về cắm ạ. Cẩn thận đấy. Anh ơi, hoa đẹp không ạ? Lên đi, để tôi lấy cho. Không sao đâu ạ. Ở quê em đi hái hoa suốt đi mà, không sợ đâu ạ. Lên đi, để tôi lấy cho. Ông có mấy bông hoa mà làm gì mà ông làm lớn chuyện như thế hả? Lớn nhỏ gì, cứ trộm hoa nhà chùa là có tội. Thì ông sai rồi. Lộc của nhà chùa là để ban phát cho những người túng thiếu. Mấy bông hoa này đã xe duyên cho lũ trẻ, đã nghe ông phải thấy mừng chứ. Sao ông lại la hét ầm lên thế? Lý sự